chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Hôm nay mình làm món kem chuối nha mấy bạn. Thì hôm nay mình làm món kem chuối thì đây có chuối xiêm chín, chè nước cốt dừa, đậu phộng rang và bột gạo nha mấy bạn. Thì có người thì ta làm bằng bột năng, bột mì. Thì mình thấy cái bột năng với bột mì nó hơi sệt quá, mà nó hơi có cái độ dai nữa, cho nên mình làm cái bột gạo. Vậy chúng mình đi vào để thắng nước cốt mà làm món kem chuối nha mấy bạn. Bạn ơi, mình bắt bếp lên thắng nước cốt nha. Hôm nay ở quê mình đó mấy bạn, trời mưa, cho nên á mình bắt cái bóng đèn lên cái nó dạ nè mấy bạn, nó dạ bóng. Thì mình bắt cái nước cốt này lên á là mình để vô một tí muối nha mấy bạn, một tí muối đừng cho nó có cái độ mặn á. Mình để vào một tí muối nó có cái độ mặn để cho nó giữ cái độ của chuối nó ngon hơn. Một chút muối và mình để thêm một chút đường nữa nha mấy bạn. Mình để thêm một chút đường. Ai thích ăn ngọt thì để hơi nhiều một chút, còn ai không thích ăn ngọt thì mình để hơi ít thôi. Nhiêu đó mình cho 2 muỗng đường. Bây giờ cái nước cốt mình nó đã sôi thì mình gieo gieo cái lửa lại. Mình quậy cho cái đường và muối nó tan ra hết. Mình thắng có khoảng 10-15 phút. Mấy bạn ơi, cái nước cốt của mình nó đã mà sệt lại rồi nè. Vậy là mình để cái bột gạo vào nha. Cái này là bột. Mình để bột vào mình khuấy đều tay thì để nó bị dính. Thì bột nãy giờ của mình đã thấy nó đều tay rồi, cái nó đều như thế này nè mấy bạn, nó đã chín đây nè. Nó đã chín rồi, trong khi mình làm cái bột dưới mà cái nước cốt dừa này nó đã sệt như thế này rồi, nó chín rồi. Vậy là mình tắt bếp, mình chờ nguội mình mới làm được nha mấy bạn. Vậy là mình tắt bếp nha, tắt bếp chờ nguội nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, nãy giờ cái nước cốt dừa của mình nó đã nguội rồi. Rồi chuối mình đã ép sẵn như thế này rồi nè mấy bạn. Mình đã ép như thế này rồi. Bây giờ thì mình làm mà mình để nước cốt vào chuối nha.
Mình quay có một mình à, cho nên mình làm hơi khó, không có quay rõ cho mấy bạn xem được cái công đoạn mình làm cho nó kỹ một chút. Mình để miếng đậu phộng vào. Rồi mình úp lại nếp bên đây. Mình cũng làm tương tự như vậy đó, mình đảo cái nước cốt dừa qua cái nếp bên đây. Rồi mình cũng tán nó ra đều nha mấy bạn. Tán nó ra đều. Tán cho nó đều ra. Mình cũng để vô một miếng đậu phộng nữa. Rồi nè mấy bạn, mình đã làm xong một miếng kem chuối nè, như thế này. Rồi mình mới sắp nó vào dĩa là để mình để trên ngăn đá tủ lạnh nha. Bạn ơi, mình đã xếp được một dĩa kem chuối rồi nè mấy bạn. Vậy bây giờ mình sắp nó vào trong khay, đựng mình để vô tủ lạnh nha. Cái món kem chuối này cũng dễ làm nha mấy bạn, không mình cũng mới học của người bạn thôi, mình làm mà mình mới học đây, mình làm mình xếp cái miếng kem nó cũng không có được đẹp nữa. Mình làm như thế này, mình để cho nó thật là nguội rồi mình để vào cái ngăn đá mấy bạn, có thể là 2 tiếng là ăn được đó nha. Bây giờ mình đem mình để nó vào ngăn đá nha mấy bạn. Mình để nó vào ngăn đá nha. Mình để nó vào ngăn đá có khoảng 2 tiếng sau mình sẽ lấy cho mấy bạn xem. Thì các bạn ơi, mình dở tủ ra mình coi coi kem chuối của mình nó đặc chưa nha. Wow, kem chuối của mình nó đã đặc rồi đấy mấy bạn. Bạn thấy nó đặc rồi nè. Nhìn nó cũng ngon lắm. Vì mấy bạn biết không, từ sáng tới giờ nhà mình bị cúp điện đó mấy bạn, cho nên mình không có quay được cái buổi sáng. Tới bây giờ nó mới có điện rồi nó mới cứng được cái miếng kem chuối, thì mình lấy cho mấy bạn xem nha. Mình mở ra cho mấy bạn xem nha. Các bạn nhìn thấy nó cũng ngon nè, cũng có đậu phộng rồi, nó cũng hiện lên cũng giống như người ta bán vậy đó mấy bạn. Vậy mình chúc mấy bạn xem video của mình vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mấy bạn trong món ăn lần sau. Bye bye, chào tạm biệt mấy bạn nha.